Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo Đài Chân Lý Á Châu vừa đưa tin, Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn, giám mục Ôn Châu lại bị bắt. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin, Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang lại bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam. Đức Cha Mẫn năm nay 61 tuổi, không được nhà nước Trung Quốc công nhận nên thường bị chính quyền địa phương bắt giam để cấm cản ngài thi hành công tác phục vụ cộng đoàn công giáo địa phương vốn rất sinh động. Nguồn tin của Asia News nói rằng, Đức Cha đã bị công an địa phương bắt đi ngày 2 tháng Giêng. Họ ra lệnh cho Đức Cha phải mang theo quần áo mặc mùa hè, mùa xuân, mùa thu và đông. Vì thế, tình hình không sáng sủa và có thể ngài sẽ bị giam giữ lâu dài. Các tín hữu lo âu vì họ không biết ngài sẽ bị giam giữ ở đâu. Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn được thụ phong giám mục phó năm 2011 với sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế ngài đã kế nhiệm Đức Cha Vinh Sơn, Chu Duy Phương qua đời hồi tháng 9 năm 2016. Nhưng Đức Cha từ chối không gia nhập các cơ quan do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho các tín hữu công giáo như Hội Công giáo Yêu Nước. Vì thế, ngài không hề được nhà nước công nhận. Họ tuyên bố giáo phận Ôn Châu chống tòa và ủy cho một linh mục thuộc Hội Công giáo Yêu Nước coi sóc là cha mã hiển thế. Vào những dịp lễ lớn, Đức Cha Thiệu thường bị bắt đi. Nhưng năm nay có phần khác biệt. Ngày 16 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Đức Cha bị công an bắt đi nhưng trả tự do vài ngày sau đó. Trong dịp Giáng sinh, ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2023, ngài bị đưa tới huyện Thái Thuận với mục đích cấm cản, không để ngài chủ sự thánh lễ Giáng sinh. Nhưng Đức Cha cho biết đã trải qua một trong những lễ Giáng sinh thanh thản nhất trong đời. Những việc bắt giam xảy ra tiếp theo đó sau khi Đức Cha viết một thư mới cho cha Mã Hiển Thế vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 với sắc tín lương tâm là phải phản đối với những quyết định do linh mục này đưa ra liên quan đến giáo phận như phân chia các giáo xứ và thuyên chuyển các linh mục mà không tôn trọng thẩm quyền tài phán của ngài. Đức Cha cũng bày tỏ ý muốn gặp cha Mã để thảo luận và những giải pháp cho một vấn đề phức tạp của giáo phận hiện nay. Nhưng cha Mã trả lời là không tiện cho cha việc gặp Đức Cha. Lá thư tạo nên phản ứng mạnh từ phía các cơ quan công giáo nhà nước ở Ôn Châu và có lẽ vì thế Đức Cha lại bị bắt. Hiện thời, các tín hữu động viên cầu nguyện cho Đức Cha, xin Chúa đưa ngài sớm trở về với cộng đoàn giáo phận. Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn thuộc về cộng đoàn thầm lặng, không được bọn cầm quyền Trung Quốc công nhận, nhưng ngài được tòa thánh công nhận là giám mục Ôn Châu. Là một giám mục thầm lặng, trong thời gian bị bắt, ngài bị ép buộc phải gia nhập vào Hiệp hội Công giáo Yêu Nước. Nhưng Đức Cha Phêrô từ chối vì ngài khẳng định rằng trong thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã thẳng thừng phê phán Hiệp hội là hoàn toàn không phù hợp với tín lý Công giáo. Chính vì thế, Đức Cha Phêrô cũng được sự kính trọng của Cộng đoàn Công khai ở Ôn Châu. Giáo phận Ôn Châu có khoảng 130.000 tín hữu, với hơn 80.000 là thành viên của cộng đoàn thầm lặng. Hiện nay, toàn giáo phận có linh mục 70, chia đều giữa hai cộng đoàn. Trong nhiều thập niên, giáo hội tại Ôn Châu đã bị chia rẽ. Nhưng trong vài năm trở lại, hai cộng đoàn vẫn thường làm việc cùng nhau. Tại Ôn Châu, ngay cả các linh mục chính thức cũng bị hạn chế và kiểm soát. Trong tháng các linh hồn, các linh mục chính thức bị cấm, không được viếng thăm lăng mộ của một số linh mục và giám mục thầm lặng, là những vị được mọi tín hữu kính ngưỡng, đặc biệt là phần mộ của các Đức Cha Giacobbe Lâm Tích Lê và Đức Cha Vinh Sơn Chu Duy Phương. Đức Cha Giacobbe Lâm Tích Lê được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Ôn Châu năm 1999. Ngài bị Cộng sản bắt giam cầm cho đến chết vào năm 2009. Đức Cha Vinh Sơn lên thay ngài, qua đời năm 2016, mộ phần của hai vị thường xuyên bị phá phách. Các vụ bắt cóc Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn gần như có thể tiên đoán được. Chúng luôn xảy ra vào trước các giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của cộng đồng công giáo, Giáng sinh, Phục sinh và tháng 11, tháng cầu nguyện cho người chết. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Thánh linh của Hương Cảng cho biết Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm vừa bị một nhóm người lạ mặt không rõ tung tích tấn công tại Mân Đông, Phúc Kiến. Ngài được tường thuật là chỉ bị thương nhẹ.
ngay trước khi đại dịch coronavirus bùng phát, ngài đã bị đuổi ra khỏi tòa giám mục và ngủ lang thang đầu đường xó chợ. Đức Hồng Y Du Xê Trần Nhật Quân cho biết, cụm từ ngủ lang thang đầu đường xó chợ cần phải được hiểu theo nghĩa đen của từ đó. Thật vậy, tháng Giêng năm 2020, bọn cầm quyền gắn một tấm bảng phía trước tòa giám mục giải thích rằng tòa nhà không tôn trọng các quy định về phòng chống cháy nổ và do đó phải bị đóng cửa, mặc dù tòa nhà đã được xây dựng với tất cả các giấy phép cần thiết hơn 10 năm trước. Trên thực tế, hoạt động của công an cộng sản là một dấu chỉ bách hại ra mặt và là một nỗ lực nhằm gây áp lực với Đức Giám Mục và các linh mục của ngài vì các vị đã từ chối, không chịu gia nhập vào một giáo hội độc lập với Vatican. Từ đó, Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, nguyên giám mục bản quyền của giáo phận Mân Đông thuộc tỉnh Phúc Kiến, lâm vào tình cảnh vô gia cư và phải ngủ trên ngưỡng cửa của tòa giám mục và trước cửa các nhà xứ ở thành phố Lạc Giang. Dù lang thang như thế, ngài vẫn không bị Covid cắn, nên công an Trung Quốc phải giả dạng côn đồ cắn phụ. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha luôn được bình an, mạnh khỏe. Xin Chúa gìn giữ ngài trước mọi sự dữ của thế gian. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.